Xe Hồng đã tập hợp đủ 7 thành viên và một điều thú vị đang chờ đón họ. Nhân vật đặc biệt này là ai? Chí Thiên. Thì ra, đó là ca sĩ Thiên Vương, một MC quen thuộc của chương trình với những bình luận sắc sảo và không kém phần bốc đồng như thế này. Chú muốn là kinh đáp trả lại cái tình cảm của cho Minh Chu. Đúng, có gì hết. Chào mừng các bạn đến với hành trình kết nối những trái tim năm thứ năm. Các bạn có biết là tại sao hôm nay Thiên Vương mặc đồ như thế này không? Bộ đồ này là bộ đồ của dân tộc Lào. Và hành trình kết nối những trái tim năm thứ năm này chúng ta sẽ đi qua các nước Đông Nam Á. Tại miền Nam nước Lào, chuyến xe Hồng sẽ lăn bánh qua 4 tỉnh Atapeu, Saravan, Sekom, Champasak. Ở Vương quốc Thái Lan, với gần 94% dân số theo đạo Phật, với đường biên giới tiếp xúc với nhiều quốc gia, dân tộc, nền văn hóa Thái Lan đã phát triển từ rất sớm, kế thừa và pha trộn, ảnh hưởng nhiều nét độc đáo của các dân tộc láng giềng, tạo nên một Thái Lan với những bản sắc văn hóa rất riêng. Vậy thì không dòng 30 phút, nãy giờ các bạn đã tiếp xúc rồi, thì 4 bạn nam đã tìm ra được đối tượng mình chưa? Có thể trình bày cho Thiên Vương biết. Có thể là có hay không thôi, không cần chỉ ai hết. Bạn, có, không bạn? Dạ, nãy giờ em lo ngủ, em chả để ý ai. Bạn cơ hội bạn thất bại hơn là nhiều đấy. Còn bạn? Có. Có luôn rồi. Vậy thì chúc các bạn sẽ thành công. Trong cái cuộc hành trình này chúng ta sẽ qua Lào, thì Thiên Vương muốn trao cho bạn hai món quà. Đây là phong thư, trong này là có một phong thư là một bản đồ trên cuộc hành trình chúng ta sẽ đi, và một phong thư nữa đó là toàn bộ số tiền, và số tiền này là số tiền các bạn trang trải trong vòng một tuần cho tất cả các bạn, 7 bạn. Thiên Vương muốn giới thiệu hai người bạn khách mời rất đặc biệt. Không phải hai người bạn đâu, ba người bạn mà năm thứ tư cũng hai bạn đó đã đến để tiễn các bạn năm thứ tư đi hôm nay chúng ta lại sẽ gặp chúng tôi này, nhưng cộng thêm một thành viên nữa, xin mời. Đây, xin giới thiệu các bạn Masu Suri và em bé Suri. Dễ thương quá. Đây là thành quả của hai bạn sau cuộc hành trình kết nối với đến tiên năm thứ ba. Masu và Suri có muốn truyền đạt một chút kinh nghiệm gì đó sau khi chơi cho các bạn hay không? Thì mấy bạn nam mình nói chung là cứ cả bạn luôn, mình lên trên hành trình thì không mình trải nghiệm, mà nói chung là mình cứ thoải mái thể hiện cái người bản thân mình ra, thì thật là nói chung là mọi người thân của mình là có và cứ khóc nhiều như Masu. Khóc nhiều như Masu. Đây là một cặp đôi mà có thể nói là đã gây rất nhiều sóng gió trong cuộc hành trình năm thứ ba. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúc các bạn thành công nha. Em nhớ là lúc hai năm trước là anh em mình còn nói với nhau là cái anh chàng cứ như vậy thì làm sao mà có vợ được. Đúng rồi. Cứ khóc như vậy mãi làm sao có vợ được. Nhưng mà thật ra em đã nhận ra được một điều là cứ thể hiện tính cách của mình trên chiếc xe chắc chắn sẽ có vợ. Đúng. Cứ là chính mình, đó. Cứ là chính mình thì sẽ có vợ. Cứ là chính mình. Điều quan trọng nữa tôi đang muốn nói là gì? Tình yêu đơm hoa kết trái, những cái thứ tình cảm đẹp chúng ta có trên chuyến xe, những hành động đẹp, những công việc tốt mà chúng ta làm. Và cụ thể là đó cũng là một cái cơ hội. Thông qua chương trình cũng là một cái cơ hội thực sự để các bạn có thể tìm được một nửa của mình với hạnh phúc nho nhỏ, và đặc biệt là với cái em bé ở trên tay ấy, thì tôi đang cảm nhận được cái niềm hạnh phúc dâng trào trong cả gia đình nhỏ của Masu và bạn Suri. Phải nói là rất tuyệt vời. Tôi rất muốn là tất cả chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng hạnh phúc cho họ. Điểm đến đầu tiên của chuyến xe Hồng trong hành trình xuất ngoại lần thứ hai sẽ là thành phố Đà Lạt,
cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km. Gần 9 giờ tối, chuyến xe Hồng cùng 7 thành viên mới đến được thành phố Đà Lạt. Mặc dù đã muộn, nhưng ekip sản xuất cũng tranh thủ phỏng vấn các thành viên. Thật sự mà nói thì cho tới hiện tại em vẫn chưa có tình cảm với ai nhiều hơn. Cũng chỉ là giống như là khởi đầu cho một cái mối quan hệ bạn bè. Heo gầy chưa để ý đến cô gái nào, thì ra vấn đề anh quan tâm là... Ví dụ như cái vấn đề hôm nay mình đi vào cái quán như thế, một cái món ăn của nó là 80 ngàn, một cái món ăn nó là 80 ngàn, hai món nó thành 160 rồi. Mình đã thấy là nó quá đi rồi. Bây giờ bớt làm sao? Không thể nào bớt được. Quan trọng là cái đầu tiên là phải chọn cái nhà hàng á. Chọn cái... Mình phải chọn cái quán chứ không phải là mình chọn... Bây giờ cái quán nhà hàng 5 sao mình vào mình bớt cũng chả bớt thế nào được. Các cô gái nghĩ gì về các chàng trai? Alex thì dễ thương, có vẻ rất là tự nhiên, hồn nhiên, thật thà. Với lại cũng quan tâm mọi người nữa. Alex, em thường ấn tượng con trai Hà Nội, con trai miền Bắc. Em thì em thấy bốn người giống như nhau, em cũng không có thấy ai tương tự hơn. Còn chàng trai miền Bắc, người đang có lợi thế hơn ba chàng trai miền Nam, đang suy nghĩ gì về ba cô gái? Trong họ nữ thì ấn tượng thì em cũng các bạn nữ em thấy nó cũng rất là ok, nên là chưa có cái bạn nào để lại ấn tượng sâu sắc và kiểu là nó để lại thì các bạn đều tốt. Thì trước mắt là em tiếp xúc ba bạn thì rất là có cái cơ hội để hiểu nhau hơn. Nhưng rồi anh chàng với cái nick rất tây này đã nhận ra được một điều. Em cảm nhận thì có nắng, mà lại nắng thì về cũng cái là cách rất trao đổi với nhau thì có vẻ là nó không cả mang đến cách câu nệ hơn là bạn bè. Đây là cảm nhận về ba cô gái của anh chàng giáo viên dạy tiếng Anh. Đã 32 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Hôm nay thì như giúp đỡ các bạn thì em thấy bạn nào cần thì em giúp đỡ thôi. Chỉ có tập trung vào bạn nắng. Ngày mai thì em sẽ để ý hơn về những cái sở thích của bạn thêm. Tìm hiểu thêm về sở thích của bạn để mà có thể là sáng mình thấy để ý đến bạn thích là sách xem tranh. Hoặc là thích đọc sách, bàn luận về sách thì mình có thể là mình tìm hiểu thêm những cái đó. Chứ tạm thời thì chưa có suy nghĩ ra được là tặng quà hay là làm những cái gì. Đêm đó, người ta bất ngờ khi đọc được những dòng nhật ký của anh chàng miền Tây. Quyết một fan tham gia hành trình để tìm cho mình một cô vợ. Khi bước lên chuyến xe màu hồng, làm tôi như lâng lâng. Những cảm xúc lạ chợt đến với tôi thật lạ. Khi gặp được em, thì lòng tôi lại bùng lên một tia nắng của tình yêu. Trong trái tim tôi, cái cảm giác thật lạ này đã chết. Anh cảm ơn em nắng à, em đã làm cho lòng anh có sức sống rồi. Hãy đợi anh nhé, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em là của anh, nắng à. Yêu rồi, đơn giản lắm. Tôi thích cái cảm giác tình yêu như thế. Em cũng thế, đồng ý hoàn toàn. Nhìn em thấy không thích. Sao lại thế? Kệ em, đứng ngồi xem mình. Không cơ sở. Cơ sở gì, trời ơi, sao vậy? Đúng tình rồi. Yêu mà một khi đã thành cơ sở thì không phải là tình yêu. Đúng rồi. Có tìm nữa mà có sự tính toán trong đấy. Đúng rồi. Lỡ ngày mai cái yêu người khác thì sao? Thì là khi đấy là cơ sở. Đấy chính là cái cơ sở để khẳng định tình yêu có hay không. Đúng rồi. Cái cảm xúc nó cần chứ em. Cái cảm xúc ban đầu nó vô cùng quan trọng. Đã tham gia chương trình bao nhiêu lần tôi đã phải nói là tình cảm nó mang tính thời điểm. Hôm nay tôi yêu nhưng ngày mai tôi không yêu nữa, không thể trách được tôi. Với điều kiện cái sự thay đổi đấy nó không vi phạm vào đạo đức, không vi phạm làm người kia tổn thương hay gì đó. Nhưng mà ngày mai anh không yêu em nữa mà em cứ bắt anh phải yêu em, hôm qua anh nói thế rồi thì còn lại mợ.
Nhưng mà cái này không, Lan Phương hoàn toàn ủng hộ, bởi vì cái cảm xúc ban đầu trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Đấy là cái kinh nghiệm của Lan Phương nhé. Mỗi khi mà gặp một ai đó chỉ mỗi cần cái okay. bao nhiêu mối tình nói cho anh em ấy. Cũng khá nhiều đấy. Ừ, được, tốt. Mà thường tất cả những người đó khi mới gặp đầu tiên thì cái cảm xúc sẽ đến là ôi bạn ấy dễ thương, phải có một cái gì đó, thì tự nhiên là những ngày tiếp theo thì tự nhiên mình rất là muốn được đến gần rồi. và rõ ràng sau đó là trở thành một tình yêu thật sự. Nhưng mà cái cảm xúc ban đầu là sao mà biết nó là thật được? Mình không phải, đó chỉ mình cứ đi theo cái cảm xúc mình của mình đúng không? Làm sao Thiện biết Thiện yêu ai là thật và yêu mãi mãi? Tương lai đang ở phía trước. Phải có cái cảm xúc mình mới có cái đường để mình dẫn đi theo, chứ nếu mà cái gì cũng khô khan thì... Thiện hát một ca khúc cũng thế, hát một ca khúc bảo em hát đảm bảo với anh 20 năm sau em thấy bài này hay. Không thế được, phải thích nó đã. Đúng rồi. Cái đó chấp nhận. Vâng, như vậy là chúng ta đã biết được 7 thành viên trên chuyến xe Hồng để mở đầu cho năm thứ 5. Năm thứ 5 rồi các bạn ạ. Như vậy là đã có rất nhiều những tình cảm nảy nở, rất nhiều những công việc hay. Và tôi tin rằng là không chỉ chúng ta đâu, mà tất cả mọi người, những người yêu thích Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim cũng đang chờ đợi những sự bùng nổ ở những tập tiếp theo. Mới chỉ ngày đầu tham gia hành trình, tình cảm của 7 thành viên đã bắt đầu nảy sinh. Tắc Kè và Sữa đều đã để ý tới Alex. Nắng vẫn chưa ấn tượng chàng trai nào. Anh chàng Đậu Phộng 32 tuổi đã để ý tới Nắng. Alex đang đợi tín hiệu từ 3 bạn nữ. Heo Gầy chưa để ý đến các bạn nữ vì anh còn một vấn đề quan tâm hơn, đó là những khoản chi tiêu của 7 thành viên. Khiếu mới gặp Nắng đã trúng ngay tiếng sét ái tình từ những ánh nhìn đầu tiên. Các câu chuyện tình cảm của 7 thành viên sẽ diễn biến như thế nào? Sẽ có những đột biến gì xảy ra? Mời các bạn đón xem ở số sau. Chuyến xe Hồng đang trong những ngày di chuyển trên đất nước Việt Nam. Để sang miền Nam nước Lào và Vương quốc Thái Lan, chuyến xe Hồng sẽ lăn bánh qua các địa danh đầy bí ẩn với 7 thành viên như Atapu, Sekong, Bắc Xế, Savanakhet, Khon Khen, Udon Thani, Sukhothai, Chiang Mai, Chiang Rai, trái tim của tam giác vàng ở Chiang Sen, cửa khẩu biên giới Mây Sải với nước Myanmar, Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất dựa theo format Lovebird Inori của Đài Truyền hình Fuji Nhật Bản.